Một nhóm thanh niên ở Hà Nội mang theo hung khí chặn đánh người đi đường rồi lấy biển số xe. Đáng nói các đối tượng không cướp tiền điện thoại mà chỉ chặt biển số xe nhằm thị uy với các băng nhóm thanh niên khác. Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 18 đi điều tra về hành vi cướp tài sản và một đối tượng về hành vi che giấu tội phạm. Qua điều tra xác định, do thích phô trương và thị quy với nhóm thanh niên khác nên đối tượng NMT sinh năm 2006 bàn bạc với nhóm bạn mang theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường thấy ai ngứa mắt sẽ chặn đánh chặt biển số xe điển hình đêm 17 tháng 8 nhóm này tập trung tại cánh đồng xã Phùng Xá huyện Thạch Thất mang theo hung khí là dao tự chế ba két giỏ chai bia thủy tinh di chuyển hướng từ Sài Sơn Quốc Quay sang huyện Hoài Đức trên đường đi các đối tượng dùng giỏ chai bia ném vào đầu một phụ nữ khiến nạn nhân ngã ra đường rồi chém đứt biển số xe máy lấy đi. Công an quyền Hoài Đức triệu tập các đối tượng liên quan đến làm việc, thu giữ ngay túi đựng biển số xe do các đối tượng cướp được. Chỉ tính từ ngày 15 tới ngày 17 tháng 8, các đối tượng đã gây ra 6 vụ tương tự.